Thật ra cái dạng chinh phục dạng phổ IR trong hóa đại cương hữu cơ. Thực ra cái dạng này là một dạng mới toanh trong chương trình hóa học lớp 11. Mà nó là mới thì chắc chắn nó sẽ khó và nó sẽ rất hay thi. Nó sẽ có ở trong các đề kiểm tra và trong các đề thi các em. Và thế dự đoán nó cũng sẽ xuất hiện trong đề thi kết thúc học kỳ 1 của các em. Được chưa? Và ở đây thì mình có một cái bảng rất là xịn cho các bạn này. Các bạn chụp ảnh bảng này lại. Lưu cái bảng này lại. Lưu cái bảng quan trọng này lại ạ. Các em hãy lưu cái bảng quan trọng này lại. Đây là một cái bảng cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho tất cả các bạn và các em không còn sợ dạng phổ nữa. Chụp ảnh lại. Chúng ta đọc qua một chút nhỉ. Anco phenol. Đây, liên kết là OH. Liên kết hấp thụ phụ thụ đây, OH. Số sóng hấp thụ 1 phần cm đây, cường độ 3650 đến 320. Mạnh. Vân tín hiệu có hình tù và định tròn. Nhá. Amin. Đây, NH2 hoặc NH. Liên kết hấp thụ NH từ 3500 đến 3200, hơi giống nhau nhỉ. Bậc 1 thì thường có 2 vân tín hiệu. Đấy. Thế là phân biệt nhau đấy. Carboxylic acid là nhóm chức là COH. Đây. Hấp thụ thì nó sẽ hấp thụ. Liên kết hấp thụ là liên kết OH và C nối đôi O. Liên kết OH thì nó từ 3000 đến 2500. Còn C nối đôi O thì từ 1750 đến 1680. Thì đặc điểm của nó là vân tín mở rộng. Este COR. Liên kết hấp thụ C nối đôi O. 1750 đến 1715. Anhít RCSO và cetone C nối đôi O. Liên kết hấp thụ anhít CH 2830 và 2695 yếu, hai vân tín hiệu hypex. Cenodo 1740 1670 vân tín hiệu rất hẹp. Đây là đặc điểm cơ bản để chúng ta từ cái vân tín hiệu này chúng ta sẽ xác định là các nhóm chức nha. Thực ra bây giờ cái cách mà hữu cơ ấy, chủ yếu để đi xác định phân tử hợp chất hữu cơ thì người ta sẽ sử dụng vào cái vân tín hiệu. Đấy. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta vào phần xử lý bài tập nhá. Các em nắm được cái bảng đấy. Và sau đó bây giờ mình vào xử lý bài tập cho nó quen. Thầy sẽ hướng dẫn cực kỳ chi tiết dành cho tất cả các bạn và các em. Được chưa? Nhưng mà rất mong muốn tất cả các bạn và các em có thể cùng với thầy Minh chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây. Bởi vì đây là một cái phần cực kỳ quan trọng. Và đây là phần mà thầy Minh sẽ độ cho tất cả các bạn và các em. Câu số 1 ạ. Chất nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ? Ôi câu này dễ quá. Nhờ. Chất nào ạ? Chất nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ? Ôi câu này dễ quá nhờ. Dễ ợt luôn. Chất nào trong phản ứng này thuộc loại phản ứng hữu cơ? Chất nào các em? Chất nào? Mặt thấy hơi rung nhỉ? Để đợi thầy tiện. Rồi, chất nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ? Hợp chất hữu cơ anh nào? CO2 là vô cơ, H2O là vô cơ đúng không? O2 là vô cơ, vậy hợp chất hữu cơ là C, C6H12O6, rất dễ. Câu số 2 ạ. Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ thành phần phân tử có chứa nguyên tố nào sau đây? Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có chứa nguyên tố nào sau đây? Hydro carbon phải chưa? H và C. Đúng không ạ? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Rất đơn giản. Câu số 3. Nhóm chức là gây ra những phản ứng đặc trưng của phân tử hợp chất hữu cơ.
Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho phát biểu trên là nào, cụm từ nào? Nhóm chức là nguyên tử có đúng không? Chúng ta biết để nhóm chức có thể là CL này, có thể là OH này, có thể là CHO này, có thể là COOH này, đúng không? Vân vân, rất nhiều nhóm. Vậy nó có thể là nguyên tử không các em? Không. Nó có thể là phân tử không các em? Càng không. Nó có thể là nhóm nguyên tử không? Đấy. Nó có thể là nhóm nguyên tử, nhưng mà nó cũng có thể là nguyên tử. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử. Các em nha. Đấy. Đáp án đúng của chúng ta, đáp án chính xác của chúng ta nó phải là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các bạn nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 4 ạ. Xét các chất, trong các chất này thì số hợp chất hữu cơ là. Xét các chất thì trong các cái chất này số hợp chất hữu cơ là. Càng đấy, quá căng luôn. Nào các bạn cũng chọn cho thầy Minh xem nào. Trong các chất này thì số những anh là chất hữu cơ là anh nào? Là anh nào? Số hợp chất hữu cơ là anh nào? Càng đẹp đẹp luôn. Các bạn chọn đáp án cho thầy Minh coi vậy ạ. Các bạn chọn đáp án cho thầy Minh coi vậy ạ. Số hợp chất hữu cơ là anh nào? Anh nào? Anh nào? Các bạn cùng chọn thầy Minh đáp án đấy. Rồi, mình có ạ. Số những cái anh mà là hợp chất hữu cơ. CH4 phải hợp chất hữu cơ không? Có. HCN không. CO2 không. CH2 nối đôi CH2 có. CH3CO có. Na2CO3 không. CH3CONa có. H2NCH2CH có. Al4C3 không. 1 2 3 4 5. 5 anh. Với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 5 anh. 5 anh là hợp chất hữu cơ. Ok nha. Câu số 5 ạ. Phổ hồng ngoại. Úi dồi ôi. Phổ hồng ngoại là một phương pháp vật lý rất quan trọng. Rồi ai cũng biết điều đấy. Chính xác. Phổ hồng ngoại là một phương pháp vật lý rất quan trọng. Vậy ở đây, bây giờ đề bài hỏi chúng ta là gì ạ? Bây giờ là phổ biến. Vậy là cái phổ hồng ngoại này là phương pháp vật lý rất là quan trọng vậy. Thì bây giờ là để nghiên cứu về cái gì? Nào, các bạn có chọn cho thầy Minh chưa nào? Vậy phổ hồng ngoại này được sử dụng để nghiên cứu về cái gì? Vậy phổ hồng ngoại này được sử dụng để nghiên cứu về cái gì ạ? Phổ hồng ngoại được sử dụng để nghiên cứu về cái gì đây? Càng đét. Phổ hồng ngoại được sử dụng để nghiên cứu về cái gì ạ? Quá căng. Quá bàn căng. Phổ hồng ngoại đó các em. Phổ hồng ngoại được sử dụng để nghiên cứu về về vấn đề gì? Về cái gì ạ? Về cái gì nào? Phổ hồng ngoại được sử dụng để nghiên cứu về cái gì ạ? Rồi. Để nghiên cứu về câu số 5 ạ. Phổ hồng ngoại là phương pháp vật lý rất quan trọng và phổ biến để nghiên cứu về cấu tạo hợp chất hữu cơ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các em nha. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đây, bây giờ sang câu phổ đây này. Câu này được thầy Minh trích ra từ trong sách giáo khoa Kết nối tri thức. Hãy quan sát phổ hồng ngoại của ethanol và cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết OH, của liên kết CH và liên kết CO nằm trong khoảng nào. Càng đét. Đúng rồi. Càng đét đẹp luôn. Nằm trong loại nào?
Nằm trong loại nào? Căng. Các bạn cùng nhìn cho thầy xem nào. Câu số 6 á. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Càng đét. Đây. Nào, hãy quan sát phổ hồng ngoại của ethanol. Hãy quan sát phổ hồng ngoại của ethanol. Hãy quan sát phổ hồng ngoại của ethanol. Và xác định cho thầy Minh ạ, là các cái vân sóng này nằm ở khoảng bao nhiêu. Quá căng. Nhưng mà dễ mà các em. Cái bảng vừa nãy của thầy Minh ấy, lúc nãy thầy dặn các em chụp lại, các em chụp lại chưa? Cái bảng lúc nãy của thầy Minh ấy, thầy dặn các em chụp lại, các em chụp lại chưa? Bạn nào chưa chụp lại thì toang đấy. Bạn nào mà chưa chụp lại thì hơi toang nhá. Nào, thế giờ thầy Minh hướng dẫn các em nhá. Bây giờ giải này. Bây giờ này, đầu tiên là liên kết OH nhá. Thầy Minh xin chào tất cả các bạn và các em. Giờ chúng ta đang giải cái dạng bài về phổ hồng ngoại. Thì cái phổ hồng ngoại này, đề bài này, đề bài này thầy lấy từ trong sách giáo khoa kết nối tri thức nhá. Đấy, đề bài yêu cầu là xác định số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết OH và liên kết CH và liên kết CO. Đề bài yêu cầu chúng ta là nó nằm trong khoảng nào. Thì bây giờ thầy mình cùng trả lời các em này. Đầu tiên liên kết OH đã. Đây là OH đúng không? Thế bạn nhìn thấy OH đây không? Thì số sóng của nó này, bạn nhìn kỹ này, nó nằm trong khoảng nào này. Giờ đề bài hỏi thế vậy chúng ta phải đi giải xem nó nằm trong khoảng nào. Càng đét nhờ. Đây ạ, ta nhìn này. Số sóng của liên kết OH đây. Nó nằm đây là 3.000, đây 4.000 nhá. 1, 2, 3, 4, đây là 3.200. Chỗ này là 3.200 này, đây là 3.400. Anh này là 3.400. Đúng không? Vậy là số sóng của nó khoảng độ tầm từ 3.200. Nó đến khoảng độ tầm là 3.500. Nhờ. Đấy, số sóng là từ khoảng OH là từ khoảng 3.500 đến 3.200. Được không ạ? Tiếp tục ạ. Liên kết CH nào. Đây là liên kết CH đây này. Nó trong khoảng từ 3.000 cho đến bao nhiêu? 2.800. Đấy. CH trong khoảng từ 3.000 cho đến 2.800. Căng nhỉ. Liên kết CO. CO thì trong khoảng đây này, đây là CO đây. Các bạn nhìn thấy CO không? Trong khoảng từ 1.200. Đây này. 1.200 cho đến bao nhiêu? 1.000. Đây, 1.000 đây. 1.200 cho đến 1.000. Ok chưa? Đấy. Các bạn chú ý nhá. Thằng đét. Bây giờ mình sang câu số 7 này. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm OH. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm OH trên phổ hồng ngoại của chất sau. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm OH trên phổ hồng ngoại của chất sau.
Giờ làm sao mà chỉ được? Giờ khó thế này làm sao mà chỉ được? Các em nhỉ? Thế thì phải có thầy Minh thôi. Chỉ số ví dụ của nhóm OH nhá. Thế bạn nhìn ra nhóm OH đâu? Phải quan sát ạ. Đây này. OH đây này. Số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm OH trên phổ hồng ngoại thì vừa nãy này, trên này thì mình có cho ghi chú ý này. Đây này, OH đây này. OH, đầu tiên mình nhìn là OH của anh nào đã. OH này OH của anh Côn. Đây nhìn nha. Vân tín hiệu có hình dạng tù đỉnh tròn. Thấy chưa? Nào nhìn ở trong câu 7 này. Anh nào đỉnh tù? Anh nào tù? Nào anh nào tù? Đây chỉ có anh này. Đỉnh tròn. Đấy. Vân tín hiệu hình dạng tù đỉnh tròn. Vậy đáp án đúng của chúng ta. Vậy đáp án đúng của chúng ta. Đấy. Là hằng số hấp phụ đặc trưng 3337 cm mũ trừ 1. Số 6. Ngon chưa? Ngon chưa? Thấy có chiêu của thầy Minh nó khác biệt chưa các em? Quá khác biệt luôn. Nếu các bạn thấy hay, hãy vui lòng comment, chia sẻ, thả tim cho thầy Minh nhá. Nhớ nhiệt liệt chia sẻ buổi học này cho thầy Minh ạ. Và tương tác thật mạnh mẽ lên các em nhá. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu số 18 nào. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm Xenodo là keton đấy. Xenodo là keton trên phổ hồng ngoại. Thế bây giờ mình lại quay trở lại xem anh keton hay là ceton này thì có điều gì đặc trưng. Đây. Vân tín hiệu của nó rất hẹp. Nhá. Vân tín hiệu của nó rất hẹp. Các bạn nhớ kỹ nha. Bây giờ mình xem nào. Xem anh nào vân tín hiệu rất hẹp. Câu số 8. Vân này rộng, vân này rộng bỏ rồi. Đúng chưa? Anh này hẹp chưa? 1686. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, vậy đặc trưng của nhóm C nối đôi O là 1686. Vân rất hẹp. Câu chuyện rất đơn giản nha. Câu số 9 ạ. Thế thì nhìn cái này bây giờ là chỉ cần có cái bảng của thầy thôi. Được chưa? Chỉ cần có cái bảng của thầy thôi thì mọi thứ nó đơn giản nha. Ô, có bạn hỏi là em tưởng nó nằm trong khoảng 2500 đến 3000. Đâu, keton là xenodo mà. Đây 1740 đến 1670 mà. Đúng không? Được chưa? Keton ạ. Rồi, bây giờ sang câu số 9. Đây mới là hay này. C5H10O này. Phổ hồng ngoại như sau, dự đoán nhóm chức có trong phân tử X. Dự đoán nhóm chức có trong phân tử X. Nào các bạn cũng dự đoán cho thầy xem nào. Câu số 9 này đáp án gì? Câu này càng đét nhá. Các bạn cùng dự đoán cho thầy Minh xem nào. Câu số 9 đáp án gì ạ? Câu số 9 đáp án gì ạ? Câu số 9 đáp án gì ạ? Căng. Câu số 9 quá căng luôn. Bây giờ mình phải nhìn kỹ này. Thứ nhất mình nhìn thấy một cái vân sóng đây. Là 1700. Đúng không ạ? 1700 nó nằm trong khoảng này. Khoảng nào? Và cái thứ hai là 1000 là 2009 đến 275785. Đấy, khoanh vùng hai cháu này lại. Vậy lại phải mở lại cái bảng của thầy Minh. 1700 là anh nào? Trong khoảng 1700 lại lên cái bảng bên trên. 1700 này. Nó có thể là gì? Nó có thể là gì ạ? Nó có thể là axit.
Đây 175018 1680, đúng không? Và nó có thể là Ceton, đúng không ạ? 1700 là tín hiệu của liên kết C nối đôi ô mà, nên chắc chắn nó sẽ có C nối đôi ô của 1700. Được chưa? Tiếp tục ạ. 2900 cho đến 2785. 2900. 2900 thì có thể là của OH. Đúng chưa? Và có thể là của anhydride. À đâu, anhydride không được, 2009 cơ mà. 2009 không thể, vậy là C nối đôi O và OH rồi. Đúng chưa? Nó cũng có thể là đâu, đây là 2009 mà. 2785 cho đến 2009. Thế thì nó cũng có thể là của liên kết CH đấy. Nó có thể là của liên kết CH. Chứ nó không phải là của OH đâu. Bởi vì OH này vân tín hiệu phải rộng. Anh này vân tín hiệu không rộng nhá. Anh này vân tín hiệu không rộng, anh này vân tín hiệu hẹp. Rồi bây giờ nên nó có thể là CH của anhydride. Để các bạn nhìn này. Đây đây đây. Đấy. Các bạn quan sát này. 1700 chắc chắn là C nối đôi O rồi nhá. Các em nhìn đây, 2785 và 29. Vân tín hiệu này nó hẹp. Đúng chưa? Vậy đặc trưng nó là liên kết CH trong anhydride. Vậy kết hợp anh này C nối đôi O và CH thì chắc chắn nhóm chức nó là CHO. Đây là một kỹ thuật rất quan trọng dành cho tất cả các bạn và các em để sau này giải các bài phổ. Phải có cái bảng của thầy thì mình mới chiến đấu những bài phổ ngon được. Còn nếu không có bảng của thầy Minh thì các bài phổ của các em tèo. Làm sao để biết được vân tín hiệu rộng hay hẹp? Nhìn nó các em, quan sát thôi. Đây này, đây là hẹp này. Nó nhọn hoắt này là hẹp. Được chưa? Còn nó rộng nó sẽ như này. Được chưa? Đây là hẹp, đây là rộng. Nhá. Ok chưa? Chúng ta sang câu số 10. Chỉ ra số hấp thụ đặc trưng của nhóm OH trên phổ ngoại chất sau. Thì trong bảng của thầy Minh ý, thầy Minh đã đưa ra cho các em rồi. Các bạn dự đoán xem nào. Các bạn dự đoán xem nào. Chỉ số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm OH đâu xem nào. Thì bây giờ mình quay lại nhóm OH đi. Đây ạ. 3650 đến 3200. Viên tín hiệu tù đỉnh tròn. Được chưa? Mình xem nhá. Đấy, có cái bảng này của thầy Minh nó kinh khủng lắm. OH trên phổ ngoại này, tù này, đỉnh tròn này. Thằng này nhọn. Thằng này nhọn, thằng này nhọn. Đây, đúng môn anh này tù đỉnh tròn. 3391. Đúng không ạ? Vậy trên phổ IR của ethanol. Được chưa? Vậy thì cái tín hiệu là 3391 để tín hiệu đặc trưng của liên kết OH trong alcohol. Ngon không ạ? Vậy vậy số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm OH trên phổ hồng ngoại đó là 3391. Dễ nhá. Đấy, làm một tí là nó quen. Câu 11 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 11 này. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm CO ST nào. CO ST trên phổ hồng ngoại của chất sao. Đấy, xem nào. CO ST nhá. CO của ST mới căng các em ạ. Thế bây giờ CO ST, giờ mình phải mở lại cái bảng của thầy Minh. Đấy các bạn mở bảng. ST đây, CO ST đây. Chạy từ 1750 đến 1715. Chạy từ 1750 đến 1715. Xem nhá. 1750 đến 1715 nào. Mình nhìn nào. Đây ạ, CO ST 1750 đến 1715. Vậy loại anh này. Loại anh này. Loại anh này. Loại anh này. Vậy ta chỉ có anh nào thôi. Được chưa? Chỉ có anh nào 1752 là tín hiệu đặc trưng của CO của ST. Dễ chưa? Các bạn hiểu cách làm chưa? Các bạn thấy ngon lành cành đào chưa? Nếu ngon lành cành đào chấm cái thì biết xem nào. Hạnh phúc không? Còn sợ phổ không?
Đấy, lúc nãy nhá, bạn nào vào sớm nhá mà nhanh tay nhá, chụp được cái bảng của mình là ngon. Ngọt nước rồi. Nha. Bao nhiêu bạn muốn nhận được cái tài liệu này của thầy Minh thì giơ tay xem nào. Bao nhiêu bạn muốn nhận được cái tài liệu, cái bảng, cái bảng mà cái bảng của thầy Minh chinh phục mọi dạng bài phổ thì giơ tay. Bao nhiêu bạn muốn nhận được dạng bài thì giơ tay. Thế này thế nhá. Giờ những bạn nào muốn nhận nào? Những bạn nào muốn nhận giơ tay nào. Đấy, đúng rồi. Khá nhiều bạn muốn nhận. Thôi được rồi, thế này đi. Tí nữa thầy sẽ gửi vào nhóm lớp nhá. Những bạn nào mà muốn vào nhóm lớp ở trên Facebook thì nhóm lớp đây thầy gắn luôn. Còn ở trên Top Top thì đây, vào link bio nhá. Top Top thầy vào link bio nhá. Ok không? Đấy, vào luôn nhóm lớp đi. Top Top thì link bio có nhóm lớp rồi. Bạn vào luôn đi nha. Tẹo nữa, học xong thầy sẽ gửi vào trong nhóm lớp. Ok. Free chứ. Free chứ. Tài liệu này có đáng mấy? Học thầy nó mới chất thôi. Chứ tài liệu đáng mấy tặng free. Chỉ những bạn học thầy Minh mới biết thầy Minh chất như thế nào. Nha. Câu 12 đi ạ. C6H12O2 có phổ ngoại như hình vẽ, dự đoán nhóm chức. Càng đấy. C6H12O2 này, đầu tiên này, trong phần tử nó sẽ có một liên kết pi, hai oxy. Phải cẩn thận. Xem nào. Đầu tiên là nó sẽ có phổ ở 1721 và phổ ở 2971. Đúng không? Thế thì tín hiệu ở 1721 như chúng ta vừa học, nó chính là tín hiệu đặc trưng. Nó chính là cái tín hiệu đặc trưng của anh nào ạ? Của liên kết C nối đôi O trong COH mình vừa mới làm xong. Đúng chưa? Còn 2971 là tín hiệu đặc trưng của OH trong COH. Vậy nhóm chức trong phân tử chất X nó là gì? COOH. Dễ ẹc. Tắt. Dễ ẹc nhờ. 13 nào. Úi dồi ôi, 13 này. 13 này các em ơi. Hợp chất A. Hợp chất A có công thức phân tử là C3H6O. Khi đo phổ ngoại thì cho kết quả như hình dưới. Càng đấy, càng đấy. Càng đét. Hãy xác định công thức cấu tạo của A. Đây đo phổ đây. Như thầy đã nói rồi, dạng bài phổ là dạng bài rất kinh khủng. Dạng bài phổ là dạng bài rất kinh điển. Đôi khi nó dễ lắm nhưng mà có khéo các bạn chẳng ai biết làm nữa. À quên mất, hôm nay Black Friday. Thầy Minh xin các em 2 phút để quảng cáo về khoa học của thầy Minh. Hiện tại thầy Minh có khoa học Google Meet dành cho tất cả các bạn học sinh 2K7 trên toàn quốc. Các em có thể tham gia khoa học Google Meet của thầy. Google Meet thì tương tự như khoa học Zoom. À, học phí của khoa học là 3 triệu nhưng hiện tại bây giờ giảm giá chỉ còn 800.000. Học từ giờ cho đến ngày 30 tháng 5 năm sau nhá. Nên là chào đón tất cả các bạn học sinh lớp 11 tham gia khoa học của thầy Minh. Ok. Câu 13. 13 nào, 13 nào. 13 nào. Càng đấy nhỉ. Chúng ta có hai cái pix, hai cái pi. 1740 và 2710. Đúng chưa? 1740 và 2710. Thế thì 1740 là liên kết gì và 2710 là liên kết gì? Lại mở lại cái bảng. Đây bảng đây. 1740 đây ạ. Đây. Của C nối đôi O. Đúng không?
của cả aldehyde và của cả ceton. Đây là scenario. Nhưng 2710 này còn không tù cơ. Đúng không ạ? 2710 này còn không tù cơ. Thì nó chính là CH của anhydride này, các em nhìn này. 2710 nằm trong khoảng này. Vậy điều này chứng tỏ cái phổ hồng ngoại của chất A này, cái phổ hồng ngoại này của chất A này, nó chính là gì? Của nhóm anhydride. Vậy công thức anh này có anhydride rồi. C2H5CHO. Được chưa? Rất dễ các em nhé. Rất dễ các em nhé. Quá dễ dàng. Câu 14 nào. 14 nào. Các bạn cùng nhìn với thầy Minh nào. Câu 14 đây. Đề bài hỏi: khi đo phổ hồng ngoại của các chất sau, cho kết quả nhìn dưới. Càng đấy. Đây là của anh C3SO2, xác định nhóm tạo ra tín hiệu hấp phụ tại X và Y. X này, Y này. Em nhìn này, anh X này. Tù hay dẹt? Tù hay dẹt? Tù đúng không? Pi rộng. Đây anh X này rất rộng, các em nhìn này. Rộng không? Quá rộng. Nên đây là đặc trưng của OH của alcohol. Đây là đặc trưng của OH của alcohol. Được chưa? Thế còn Y ạ? Y thì sao ạ? Y này, em nhìn này. 1500 đến 2000 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là mỗi cái là 50. Đây 1600. Đây 1700. Đây 1750. Vậy từ 1700 đến 1750. Vậy nó là đặc trưng của nhóm CO, của aldehyde và ceton. Đúng không? Vậy đấy, vậy mình xác định được X. X là của alcohol, nhóm chức OH. Y là nhóm chức C nối đôi O của, của anh gì ạ? Anhydride, đúng không? Đúng không ạ? D hydride và keton, keton. Ok nhá. Mình xong câu 15. Mình xong câu 14 là mình sang câu 15. Hình 1, hình 2 và hình 3. Hình 1, hình 2 và hình 3 cho thấy phổ ngoại bao và chất không phân nhánh có cùng số nguyên tử carbon, có cùng số nguyên tử carbon. Theo thứ tự ngẫu nhiên các hợp chất có chứa cùng một trong ba nhóm sau: aldehyde, carboxylic acid và alcohol. Xác định phổ hồng ngoại tương ứng. Alcohol là mũi nó tù. OH của alcohol là mũi nó tù. Cứ nhớ vậy. Được chưa? Mình nhìn này. Hình, hình 2 này có sự xuất hiện đồng thời của một pi rộng. Đúng không? Từ 2500 cho đến 3330. Đây là đặc trưng cho nhóm OH. Được chưa? Và một pic nữa. Và một pic nữa. Được không ạ? Và một pic nữa. Nó xuất hiện ở khoảng 1630 đến 1820, đúng không anh này này? Đặc trưng cho nhóm C nối đôi O. Vậy C nối đôi O và OH thì chắc chắn anh hình 2 nó sẽ là COH. Chắc chắn anh hình 2 là COH. Được không em? Chắc chắn 100% anh 2 là COH.
Bây giờ mình sang hình 3. Các bạn quan sát hình 3. Hợp chất trong hình 3. Đây, chúng ta nhìn này. Có một pic rất hẹp. Nhá. Trong hình 3 này xuất hiện đồng thời của pic rộng. Đây hình 3 này, đồng thời pic rộng. Là OH rồi. Và một pic rất hẹp. Đúng không ạ? Pic rộng này xuất phát từ gì ạ? 3200. Cho nên 350. Không. Vậy thì cái hình 3 này là hợp chất có chứa nhóm chức của alcohol. Hình 1. Trong hình 1. Hợp chất có chứa nhóm chức của. Đây chúng ta nhìn pic hẹp này. Pic hẹp này. C pic hẹp 16. Đây ạ, đây là 1685 cho đến 1740. Đúng không? Vậy anh này là của under 2 đế, under 2 xe, under hit. Thế nhiều bạn hỏi là tại sao? Thế còn những cái pick khác thì sao? Đây những cái pick khác nó bị loạn nên bỏ. Đây này, những cái này loạn bỏ. Loạn bỏ. Nhá. Những cái này bỏ hết, chỉ lấy những pick mà đẹp thôi. Được không ạ? Anh này bỏ. Ok chưa? Câu 16 này. Cho phổ hồng ngoại chất X như hình vẽ. Phân tử chất X có chứa nhóm chức nào? Phân tử chất X có chứa nhóm chức nào? À, các bạn cũng giải cho mình xem nào. Phân tử chất X có chứa nhóm chức nào? Khó đấy. Khó đấy các em ạ. Phân tử nhóm X. Phân tử phổ hồng ngoại chất X như hình dưới. Phân tử chất X có chứa nhóm chức nào? Bây giờ chúng ta nhìn nhá. Cùng làm pick với thầy nhá. Thứ nhất này, có tín hiệu từ 2009 cho đến 3000 đúng không? Thì anh này là tín hiệu đặc trưng của liên kết OH trong COH. Đúng không ạ? Có 1007 này. 1006 đến 1007 đúng không? Tín hiệu đặc trưng của Senodio trong COH. Vậy chắc chắn chứa nhóm chức. Kết hợp hai này lại. Chắc chắn chứa nhóm chức COH Carbo Silic Acid. Quá dễ. Nhá. 17 ạ. Cho phổ hồng ngoại như hình X dưới đây, phân tử chất X chứa nhóm chức gì? Lại nhìn tiếp. Chúng ta quan sát này. Chúng ta có một pick rất hẹp từ 16, đây 15, đây 16 này, gọi là 1680 cho đến 1750 đi. Pick thì rất hẹp thì cái đặc trưng của cái pick, cái pi hẹp này là gì ạ? Đặc trưng của nhóm Senodio của AND2. Câu 18. Cho sơ đồ phổ khối IR của chất X như sau. Chất X là chất nào sau đây? Thứ nhất chúng ta quan sát này. Rộng và đầu tù, vậy chắc chắn phải có OH của ancol. Đúng không ạ? Chắc chắn phải là OH của alcohol. Không lệch đi đâu được. Đúng không? Đấy, mình nhìn cái đầu tú là xong rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta, hợp chất để phải chứa OH của alcohol. Vậy đáp án đúng đáp án này. Làm quá dễ nhỉ? Quá dễ dàng đúng không? Câu 19 à? Các bạn nhìn câu 19 ạ. Cho sơ đồ phổ khối IR của chất X như sau.
Chất X là chất nào sau đây? Chúng ta nhìn này, nó có tín hiệu của 2971, đúng không? Thì 2971 nó nằm ở giữa 2900 đến 3000, là tín hiệu đặc trưng của OH trong COH. Tiếp tục là 1721. 1721 nó nằm giữa 1600 đến 1700, tín hiệu đặc trưng của C nối đôi O trong COH. Vậy chắc chắn suy ra anh này có chứa nhóm COH. Nào, OH0, CHO0, COH. Đáp án đúng đáp án D, B, bỏ. Rất dễ. Câu 20 ạ. Câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay mà thầy Vinh dành đến cho tất cả các bạn và các em. Câu 20 ạ. Chúng ta quan sát nhá. Anh đầu tiên ở 2991. Anh thứ hai ở 1715. Đúng chưa? 2991 thì nó sẽ là C. C gì ạ? 2991. 2991. Nó là C gì? Đây, 1715 trước đi. 1715 chắc chắn là C nối đôi O của aldehyde và ceton. Nhá. Thế trong này xem nào. Không có aldehyde này. Không có này. Không có này. Vậy đáp án đúng đáp án nào? Làm vậy cho nhanh. Trên đây thầy Minh vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em cái phương pháp để mình xử lý các cái bài tập về phổ IR rất nhanh. Đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Và nhớ follow thầy Minh, đặt xem trước và theo dõi các cái phiên live của thầy Minh vào tối thứ tư và tối thứ sáu hàng tuần nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại, bye bye. Chúc các em ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại.